Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Đây là ba của bé Bích Trâm, tên là Nguyễn Văn Cường. Mình là mẹ của bé Bích Trâm, tên là Ngô Kim Thảo, đến từ Tây Ninh. Hôm nay đến đây để nhờ anh Hải tìm giúp con gái với cháu ngoại. Nó đi nay cũng hơn năm rồi là nó không có liên lạc, chứ còn mà hồi lúc nó đi mới đi thì nó có liên lạc, rồi nó cũng có nhắn tin qua lại là nó đi làm bảo vệ ở thành phố. Còn như nó có quen với ai hay không cái đó là mình không có biết, nhưng mà sau này á, nó quen rồi nó đi về đây nó rước con nó thì mình mới biết là nó có đi với thằng khác, với cái người khác á, người khác phái của nó, rồi mới biết là nó có quan hệ với người khác ở trọ đâu đó, nhưng mà gia đình không có nghĩ là nó có chồng khác. Con gái của chị á, tên đầy đủ là gì? Nguyễn Ngô, tên là Ngô Bích Trâm, Ngô Bích Trâm sinh năm 1998. 26 tuổi. Em đã lập gia đình lâu chưa chị? Lập gia đình nay được 6 năm. Tới giờ phút hiện tại thì hai vợ chồng đã ly dị hoặc là đã bỏ nhau chưa? Chưa, chưa có ly dị, chưa có gì hết. Tự chồng nó cũng đi làm, rồi nó ở nhà, rồi như kiểu cơm nước á. Rồi sau đó mà hô là để con đi xuống thành phố đi làm là có bạn nó giới thiệu cho nó đi á. Nhà mình là quê ở Tây Ninh. Con gái nhà mình lấy chồng là về tỉnh nào đấy chị? Trà Vinh. Vậy là cái thời điểm bỏ đi là bỏ đi tại Trà Vinh hay sao chị? Đúng rồi, nó đi nó dắt con nó lên đây nó gỡ, rồi nó nói mẹ con gỡ con đi làm, tại vì đi làm bảo vệ ở dưới thành phố là có bạn nó giới thiệu. Vậy là con gái nhà mình dẫn cháu ngoại về nhà mẹ, mẹ ruột. Thời điểm đó là dẫn một hay là hai cháu ngoại về đây? Con đứa gái thôi, còn thằng trai thì nó để cho ba nó với bà nội nó. Vậy là về về nhà mình lâu chưa? Về được Về lâu đây, không thì bỏ đi. về đây là con nhỏ gái nó thôi, chứ còn nó thì nó gỡ không nó đi hà. Vậy là về bàn giao cháu ngoại cái là đi luôn. Đó đúng rồi, như hôm đợt mà nó đi về rước cháu cũng vậy, rước cháu ví dụ như người ta đi về rước cháu thì người ta đi về mình cũng ghé mẹ chơi rồi cơm nước hay này kia không có. Nó về nó đi xe ở Củ Chi, ở Củ Chi nó về đó ở Bến Xe An Sương, Bến Xe An Sương thì nó đi về đó, rồi tới giờ mà xe chạy á nó mới vô nó rước con nó đi, chứ nó không có ở lại được 5-10 phút nào hết. Cái thời điểm đầu tiên mà con gái nhà mình dẫn cháu ngoại về nhà mình á, là con gái có chia sẻ lý do vì sao Không, nó chỉ nói là bạn nó giới thiệu cho nó đi làm bảo vệ ở thành phố thôi, chứ nó không có nói là con như thế nào hay chồng con như thế nào, không có. không? Hai vợ chồng anh chị có hỏi tại sao mà lại bỏ chồng bỏ con mà lại dẫn cháu ngoại về trên Tây Ninh không? Mình có gia đình mình có hỏi không? Hỏi thì nó nói giờ con đi làm con kiếm tiền rồi con lo cho hai đứa nhỏ ăn học, nó chỉ nói vậy thôi chứ nó cũng không có nói gì lắm. Cái thời điểm đó là gia đình nhà mình á, tức là anh chị có biết được rằng là cái chuyện vợ chồng của con cái nhà mình có vấn đề gì không? Có nghe con cái kể lể gì không? Không, không có nghe nói gì hết. Chồng nó lâu lâu điện có hơi bất mãn, có gì không bất mãn, tại vì nó đi làm rồi có khi nó hỏi nó mẹ ơi bây giờ mà hỏi công ăn chuyện làm con mà con nghĩ là người ta không có trả lương đó, cho nên nó không có nghĩ làm được, mà nói thì nó chỉ nói một hai câu rồi thôi. Con rể và con gái nhà mình á, là làm đám cưới chắc lâu rồi chị ha. Đúng rồi, Trước kia là mối quan hệ là tự quen hay là gia đình nhà mình làm mai nó mối tự đây? quen trên mạng á, rồi đi tới tìm hiểu rồi cưới, chứ còn không ai làm mai mối nữa. Khi mà con gái nhà mình dẫn, đặc biệt rằng là có hai đứa cháu ngoại mà dẫn một đứa về nhà mình Đúng. và bàn giao cho ông bà ngoại và đi luôn thì mình có cảm thấy rằng là mình nghi ngờ gì không? Không, đâu có nghĩ gì thì nghĩ là nó đi làm nó phụ giúp nuôi con nó đi học thôi, chứ không có nghĩ gì, tại vì mình có nói thôi con ơi bây giờ có gì cái chồng có như thế nào á, tại vì mấy lúc mà hồi hồi lúc trước cái năm nó có nằm ở trong đây, giờ hỏi thì không có nhớ, tự Dạ. nhiên có lúc nhớ lúc quên, nó hay quên. Bữa ông này ông cứ la hoài nói bà này cứ có hồi nhớ hồi quên, mà thiệt nói rồi quên Trong không cái có quá nhớ. trình con gái về làm dâu ở Trà Vinh á, con gái có bao giờ tâm sự chia sẻ với rằng với anh Có chị rằng là lấy chồng khổ hay sướng hay là cái chuyện vợ chồng lục đục này kia không?
Có chia sẻ sao không chị? Là nó cưới rồi bà mẹ chồng nó mượn vàng dòng của nó mà không có trả, mượn dây chuyền đôi bông đồ cưới á nhưng mà không có trả, rồi nó có đòi, nó đòi nhưng mà mẹ chồng nó nói là bây giờ mẹ chồng nó có đòi cũng không có trả, nhưng mà bác mấy bác với thím đồ bên chồng nó đó cũng nói là mẹ chồng nó như thế này cái kia, cũng như là đừng có cho mượn, là nói con gái mình vậy đừng có cho mượn, mẹ mày không có trả đâu. Đó, nhưng mà mình khuyên gái bây giờ cái gì cái con cũng làm dâu người ta rồi, thì bây giờ mẹ chồng mình có sống hay là cái gì chăng nữa thì cũng là mẹ chồng của mình, thôi thôi mẹ chồng con mượn thì con cứ cho đi, thì mai mốt được có cái gì mẹ chồng con cũng đưa lại chứ không có ấy đâu, rồi cái sau này mới lỡ dễ ra là nó đòi hoài mẹ chồng nó không có đưa. Rồi lâu lâu thì xuống dưới chơi thì mấy bác nó, bác Bảy đồ bên chồng nó nói là Phước nó đi ăn nhậu rồi bỏ bê vợ con đối khác, nửa đêm nửa hôm nó mới về, là lâu rồi chứ không phải mới đây. Dạ. Đó. Rồi nói vợ con nó nhà không có gì ăn, nó nửa đêm nó nửa hôm nó đi nhậu rồi nó về. Gọi là thiếu sự quan tâm của người chồng đúng không ạ? Chồng mãi mê ăn chơi ăn nhậu không quan tâm vợ con đúng rồi không? Lâu lâu nó cũng nói mình la, nó mình la con mình nói con ơi sao con làm gì, cũng như là nó hay bướng nó hay cãi á, nói cãi nó đi con ơi con nói gì mẹ có biết gì đâu, nó ăn hả nó cứ xô đuổi con hoài, nó cứ xô đuổi con rồi nó còn chửi con, mẹ trên này mẹ có biết gì đâu, nó còn nói gì. Tức là con gái của mình than với gia đình nhà mình là người con rể đó đúng không ạ? Người chồng, lý do trước tiên là người mẹ chồng có mượn một số vàng, đó là vàng cưới, vàng đấy của gia đình nhà mình cho đúng không ạ? Bên chồng nó cho chứ bên đây mình cũng có gì để cho. Ô, cho rồi sau đó là mẹ chồng đòi hả, đòi vay mượn chứ không có đòi. Đất ơi, có cái chuyện mà có chuyện kỳ cục vậy luôn hả? Còn người chồng thì tối ngày ăn nhậu không quan tâm, cũng như là đi làm rồi rủ ra ăn nhậu như thôi, chứ còn không phải là tối ngày ăn nhậu hoài, như kiểu đi làm rồi cũng có bạn bè rồi cũng nhậu nhẹt vậy đó. Nhưng mà nó về nó cũng nói, mình nói thôi kệ nó đi con ơi. Đó là mình mới nghe con gái mình nói thôi đúng không ạ? Còn mình có hay hay xuống để mình thăm xuôi ra? Lâu lâu thì mới xuống thôi, lâu xuống thăm con rồi thăm cháu rồi về. Mình có thấy cái điều gì đó bất thường không? Có chào đón mình thân thiện nhiệt tình không? Có mẹ chồng nó kiểu không có thiệt tình lắm, nhưng mà mấy bác bên chồng nó thì mình xuống thì cũng niềm nở rồi cũng ấy rồi thôi, chứ có mà mẹ chồng đó thì kỳ á, bà xui mà kỳ á. Bà xui nhân vật chính mà lại không bằng người khác hả? Còn đặc biệt con rể thì sao? Mình quan sát thì bình thường, con rể thì bình thường mình xuống thì nó cũng quan tâm, nó cũng làm nước chanh này kia rồi cho mẹ uống, chứ nó cũng không có gì. Khi mà mình xuống thăm, con gái có bao giờ ôm vồ lấy cha mẹ khóc nói rằng là con khổ quá, lấy chồng khổ quá không? Không, nó không nói, nó cũng cứng đầu lắm, nó không có gọi vậy. Như kiểu ví dụ như mình chửi nó quá thì nó mới nạt nộ lên, mẹ biết gì, nó chửi nó đuổi con, mẹ có biết đâu mà mẹ nói, nó vậy. Còn bình thường nó không có than vãn gì đâu, nó cứng đầu với lại nó mạnh mẽ. Cái tính tình con gái nhà mình như thế nào đây? Nó thờ lắm, là chửi nó tối ngày, mà nó kiểu nó có cái gì mơ màng nó làm sao á. Có hồi thì được lắm, nói chung ra hồi lúc nó chưa có chồng thì nhà lớn nhỏ nhiều khi nó làm phụ với ba nó này kia, rồi nó làm hơn sức đàn ông nữa. Nhưng mà từ khi có chồng rồi thì nó về bên chồng nó không biết sao nữa. Vậy là trong quá trình mà con gái nhà mình cùng với cháu ngoại là đi, như chị chia sẻ là tới giờ phút này là hơn một năm rồi đúng không ạ? Hơn năm rồi mà nó không có liên lạc với gia đình. Bên nhà chồng có đi tìm không? Bên nhà chồng nó thì đợt hổng nó mổ được người chồng nó có đi kiếm, rồi mới biết là nó ở với thằng kia. Rồi chồng nó nói là chắc là con chế chết mẹ đó đó, nhưng mà thấy hai đứa nó run quá rồi thôi nó bỏ nó đi làm luôn, nó không hề về nữa. Dạ. Vậy là tới giờ phút này là hai vợ chồng là vẫn còn là vợ chồng, chưa có chuyện gì xảy ra đúng không? Chưa. Có, mình có ly dị hay bỏ nhau chưa? Chưa có ly dị, chưa bỏ nhau gì. Bây giờ nó đi vậy á, mà chồng nó kiểu sao mà không thương, không có gì. Vậy là chồng con rể của mình đã biết được
Vợ của mình là đi theo người đàn ông khác rồi Nó hả? nói mẹ ơi bé Trâm nó có chồng hơn năm nay rồi mà con không có biết. Ôi trời đất ơi. Rồi sao nữa Thì chị? trong khi đó là mình nó có nói với nó, mình có nhắn tin với nó là tự gì con mình ví dụ như nó có ở với người khác đi thì mình sợ cháu ngoại mình nó khổ thôi. Nhưng ví dụ như bây giờ nó có ở người khác đâu, bây giờ có biết người ta có thương như cha nó hay là thương như ông bà ngoại nó đâu. Nhưng mà nói với con thì con nó không nghe, nhưng mà có nhắn tin cho chồng nó là con ơi mẹ nghe nói là bé Trâm nó có người khác đó. Lúc đó con sẽ phản ứng như thế nào chị? Nó không thấy trả lời, không thấy gì Chắc hết. là theo em như thế này, chắc là con rể của chị cũng biết lâu rồi, thậm chí là biết từ cái ngày đi cơ, nhưng mà không có nói với anh chị thôi. Chứ vợ 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 chẳng lẽ vợ làm gì đi đâu mà không biết, đúng không ạ? Không thì Phải có một cái lý do nào đó, trước khi bỏ đi phải có một cái lý do nào đó. Thứ nhất, nếu mà cái chuyện vợ chồng hoặc ở với gia đình làm dâu có vấn đề hay như thế nào đó, đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai, nếu không phải lý do đó thì lý do thứ hai là con gái nhà mình có người đàn ông khác nên bỏ đi thôi, đơn giản vậy thôi. Nên chắc chắn 100% là con rể nhà mình biết đấy, nhưng có thể là không chia sẻ với gia đình nhà mình thôi. Vậy là cái sự việc là anh chị là ba mẹ vợ là báo tin cho con rể là con gái nhà mình có người đàn ông khác, nhưng mà mình có quan sát được, mình có cảm nhận được cái cảm giác lúc đó con rể có tỏ ra là bất ngờ hay ngạc nhiên không? không không thấy nhắn tin, không Thấy thấy bình hỏi thường đúng hay không? gì tới nữa hết. Không không ứ không ừ gì đúng không ạ? Thấy bình thường đúng không ạ? Chứng tỏ cái điều đó là con rể nhà mình biết lâu rồi, không còn tỏ ra ngạc nhiên nữa rồi. Vậy là cái sự việc Thì mình biết con gái nhà mình có người đàn ông khác lâu chưa? mới thôi, Cụ thể là mà tới giờ phút này là mấy tháng rồi chị? thì hồi lúc nay nó đi là hơn năm rồi, nhưng mà hồi lúc nó đi được mấy tháng đó thì có đi xuống với nó đem chả đem nem đồ xuống cho nó, thì có gặp nó với cái người đó, nó nói là người đó ở làm công ty chung ở gần phòng trọ với nó. Nó cái con này mày nói chuyện vậy là mày sẽ gạt mẹ rồi, mày thấy cái mày tư cách vậy lại. Rồi nó được nhắn tin qua được mấy thì không được bao lâu là nó gọi điện nhắn tin là nó không có trả lời nữa. Cái thời điểm đó là mình xuống thăm con gái ở Sài Gòn đúng không? Ở đấy là con gái ở trọ hay là ở chung cư hay ở... Nó không có dắt lại chỗ của nó luôn, nó không dắt Chứ... lại chỗ của nó mà nó chỉ ghé quán, nó dắt ra quán ngồi uống nước xong rồi mạnh đi về chứ Chứ... không có dắt lại. Cái thời điểm đó là mình thấy cả thanh niên kia đi cùng con gái nhà mình luôn hả? Đúng rồi, Người thanh niên kia chào hỏi gia đình nhà mình như thế nào? Và giới chào thiệu cô sao? chú, chào cô chú, giới thiệu là chở bé Trâm đi khám bệnh Là bạn bè bình đó. thường hả? Thì đó, nhưng mà mình nhìn cái cách là biết, nhìn cái cách là biết rồi. Nhưng mà hỏi thằng đó là con làm nghề gì, cái bé Trâm mới giờ mới nói là ảnh làm chung với con đó, Tức nó là hỏi tự thanh nói niên, chứ không phải thằng đó nói. tức là hỏi thanh niên kia chưa kịp trả lời là con gái nhà mình nhảy vào trả lời thế đúng Đúng không ạ? rồi, Trả lời thay đúng không? Theo như hai vợ chồng anh chị, mình làm cha làm mẹ mình quan sát thì mình cũng biết được đó là cái sự việc như thế nào rồi đúng không ạ? Mình con gái mình có giới thiệu không? Giới thiệu là này giới kia thiệu kia nọ bạn với nó thôi, giới bạn thiệu bè bình bạn thường. bè bình thường rồi chở đi khám bệnh thôi. Nhưng mà mình nhìn cái cách đó là mình biết là con mình nó không có bệnh được. Cái lúc đó là cháu ngoại Cháu là ngoại còn đang ở nhà, mình cháu có ngoại đang ở nhà. cái hôm đó là mình có cấm cản luôn không? Mình có nói cho con hiểu không? Mình nói Có là cấm sao? cản, nói con ơi còn chồng còn con chưa có ly dị đó, mà bây giờ mình làm vậy không có nên. Với lại mẹ thấy hả bây giờ về nhà đi rồi có gì ăn đó, chứ còn đi làm dưới đó rồi cũng mấy lắm. Bây giờ về nhà cho con nó có gia đình, có cha có mẹ để cho nó đi học, chứ còn kiểu vậy thì không có được. Thì chửi la nó nói mẹ thấy mẹ quen đó là không có được. Cái người thanh niên đó so với cái người con rể của mình thì bản thân chị là chấm chấm ai cao hơn? Thì chắc con rể thì cao hơn rồi, thằng đó không được gì hết, mình thấy thấy đâu có né gì được hết. mình mới tiếp xúc nhưng mình thấy thanh niên nó có đàng hoàng tử tế lịch sự với mình không, với chị không, chào Nó hỏi ở không? tự nhiên nó ở với con mình mà mình thấy mình sơ qua mình biết là nó ở với con mình mà nó kêu cô chú. Mà cái hồi lúc mà đi xuống đó rồi xong rồi đi về thì nó cũng có còn gọi điện nói chuyện được một lần. Nó cũng kêu cô chú chứ nó không có gọi là ba mẹ. Cô thấy như vậy là cô thấy thấy sao? Thì Cô thấy con mình đúng hay sai? thấy sai rồi, nhưng mà bây giờ chủ yếu mình đi kiếm cháu Dạ. ngoại về Để nữa. con chia sẻ một chút ha cô ha, à chị ha.
cái chuyện mà một cái người phụ nữ như bản thân anh cũng ngồi đây, anh cũng là chồng của chị đúng không ạ? Cái chuyện mà một cái người phụ nữ mà đang có chồng mà đi ở với người khác là cái đó không ai chấp nhận được đúng không ạ? Không riêng gì gia đình mà tất cả mọi người đều không ai chấp nhận. Như vậy là đang vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Nếu muốn yêu người khác, quen người khác thì mình phải làm giải quyết chấm dứt cái chuyện chồng con ở nhà. Mình đã ra tòa, mình đã đi đăng ký kết hôn được thì mình khi mà hết yêu mình cũng phải ra tòa để mình giải quyết đường đường chính chính. Bởi vì như thế này, bởi vì con gái nhà mình là trên giấy tờ của pháp luật là con gái nhà mình là đã có chồng. Đúng không ạ? Mà giờ này mà lại đi ở với người khác là con gái nhà mình đang vi phạm về luật hôn nhân. Cái này là thật sự rất phức tạp. Mà khi mà bản thân chị là một người mẹ mà chị chứng kiến cái cảnh đó, chị em biết rằng là chị cũng khuyên và nói với con gái rất nhiều điều để con gái thấu hiểu, để cho là các cháu ngoại của chị có đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng mà tiếc rằng lại con cái lại không nghe. Sau cái thời điểm đó là khoảng bao lâu thì con gái của chị về dẫn cháu ngoại đi là đi biệt tích luôn đấy nay, khoảng bao lâu? Khoảng những tháng. Tháng? Là đi xuống dưới thành phố á, đem đồ xuống cho nó rồi về là chừng tháng là nó về dắt con nó đi. Từ đó tới nay là không có làm gì. Là một năm trời nhỉ? Hơn. Mình cái hôm mà mình đi thăm như vậy mình có nói cho con rể biết không? Hay là đúng hôm đó luôn hả? Không. Có nhắn tin với con rể thôi, bây giờ con kêu vợ con về đang lo con cái á. Chứ bây giờ để vợ chồng vậy rồi con cái làm sao, nhưng mà không thấy trả lời. Gọi điện thì nó không có máy, mình nghĩ chắc là nó làm, nó không có máy. Chính vì anh chị cấm đấy, nên mà bây giờ về dặn cháu ngoại đi mất tích luôn rồi. Bây giờ là chỉ lo cháu ngoại thôi, tự nhiên thấy nó đang thấy bài đăng ở trên mạng xã hội, ở trên TikTok á, là để bé gái nó đi bán kẹo. Trời đất ơi. Bé gái đi bán kẹo mà người ta còn nói chung ra vô xe bình luận thì nhiều cái nó trái chiều lắm, nhìn thấy thương cho ngoại lắm. Cháu ngoại nhiều tuổi rồi đây? Mới có 6 tuổi thôi. Gái đúng không ạ? Cái tuổi này là đang cái tuổi ăn tuổi học. Mà nở lòng nào mà mẹ mà bây giờ đi bỏ chồng bỏ con đi theo một người đàn ông khác. Không phải mẹ nó dắt đi đâu, mà là lúc đó mẹ nó có nói với nhà là nó gửi cho cái bà nào ở làm cũng ở làm trong đó, tàu trưởng hay gì đó làm trong đó, rồi nó gửi đi cho con nó ở đó rồi đi học, hay là như kiểu tao tối nó ở đó ngủ với bà đó vậy đó. Nó nói cho mình an tâm hay sao không biết nữa, nhưng mà sao thời gian không liên lạc không gì hết. Rồi hôm bữa giữa Út nó là gái Út á, nó lướt nó thấy sao cháu mình nó đi bán kẹo rồi vậy đó. Bán kẹo là bán ở đường phố hay gì chị? Ở dưới thành phố á. Là bán ngoài đường đúng không ạ? Đúng rồi. Là bán đi bán dạo đúng không? Mình có thấy quan sát có người lớn kế bên không? Nó quay trong đường tội mà nó. Cái này em thấy vô lý rồi nè. Cái này phải do mẹ của bé thôi, hoặc thậm chí là do người đàn ông kia, cái người đàn ông gọi là nhân tình của mẹ của bé, có thể sắp xếp lên kế hoạch. Chứ không có cái chuyện nào mà con đang ở với mẹ mà người khác mà dẫn đi như vậy, như chị chia sẻ nó không đúng. Làm gì có cái chuyện vô lý như vậy. Cái này chắc chắn 100% liên quan tới con của chị và người đàn ông kia. Không, nó có nhắn tin ở trong này nè, nó nói là con gửi cho cái người đó. Cái người đó người ta không có quyền và người ta không dám làm điều đó như vậy khi mà người mẹ chưa đồng ý nhá. Thì là nó gửi đó mà không biết sao nữa. Gửi là cái mức độ gửi đi làm hay là gửi để đi học hay là gửi để chăm nom? Nó gửi nó đi làm, còn bé nó thì gửi nó cho cái người đó để người nó ở với người đó rồi tối ngủ với cái người đó luôn. Trời đất ơi. Vì nó đi làm mỗi ngày nó được cả đêm. Tại sao mà lại ông bà ngoại mà đang còn khỏe như thế này mà không để cho ông bà ngoại chăm mà lại mang con đi rồi bỏ vờ bỏ vải? Tội bé, tội đứa nhỏ. Tại vì có lúc ba nó làm cũng thất nghiệp á, nói ba con lúc này thất nghiệp không có tiền đó, thì hôm gỡ tiền về, nhưng mà cái họ chứ họ có tiền cũng được không có thôi, chứ mình cũng đâu có ép gì đâu. Mà tự nhiên cái nó nói thôi để con cho nó đi học cái này chơi gầm mẹ ơi. Rồi cái hôm bữa mà nó gọi cho cô hai bên chồng nó nói mẹ của con á, đã con làm không có tiền, con tiền này tiền nhà trọ này kia rồi mà không gửi tiền về mẹ con giận, nó còn nghe tiếng hét của mình vậy nữa. Như là con nhà mình ngoan hay là không ngoan? Ơi, theo như chị bây giờ tóm gọn này nè, chị nhận xét sao về con gái nhà mình? Chúng mình nó ngang bước lắm. Con chưa biết cái câu chuyện này đúng sai như thế nào, nhưng mà con em á,
em chưa biết cái câu chuyện này đúng sai như thế nào, chưa xác minh kỹ, nhưng mà em nhận xét đó nha, là con gái nhà mình là không có ngoan rồi. Biết vì sao không? Như bản thân đây anh chẳng hạn, như anh cũng có gia đình đây đúng không ạ? Hai anh chị là cũng, hai anh chị được mấy người con? Hai. Em này là con thứ mấy? Nó đứa đầu. Chị hai trong gia đình đúng không ạ? Bây giờ anh chị cứ nghĩ đi, đơn giản thôi. Ví dụ mình gả con mà đi lấy chồng, chồng thì chưa thôi, chưa ly dị mà đi theo người đàn ông khác, đó là cái điều không tốt, thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ tới giờ phút này mà gia đình nhà mình nhận được thêm một cái thông tin rằng là cháu ngoại đi bán kẹo nữa, mà đặc biệt bé gái mới 6 tuổi, thì đó là một cái điều rất là bức xúc. Người ta nói là trời ơi, vô xem bình luận mà nghe nó đau lòng lắm, bảo ơi. Tí nữa là chị cung cấp cho em cái trang TikTok đó nhá, để em xem, để em biết được cái thông tin. Rồi chờ xíu nữa nhá. Bây giờ là ngày hôm nay là hai anh chị về đây là con rể có biết không? Có. Mình có thông báo cho bà xui ra biết không? Có chụp hình giấy chứng minh này kia rồi, để ở đây mà có cần thì gỡ. Không, ý là bên xui ra và con rể có nói nhắn gửi gì với anh chị không? Hoặc là có như thế nào không? Con rể thì nó nói là giờ con lo làm, con không có về được mẹ ơi. Con về là người ta không có trả lương. Con rể chán rồi. 13 tay nó mới về. Đó là cái lý do thôi. Con rể chắc bây giờ biết vợ đi theo trai chán, không muốn đi tìm rồi. Nếu mà gặp em cũng vậy thôi thật. Nha, mình cũng hiểu mà, đúng không? Bản thân anh là con trai này. Mình không cần nói đâu xa. Mình hoán đổi cái vị trí cho nhau, nếu giả sử đó là cái trường hợp của anh thì anh như thế nào? Đúng không ạ? Dễ gì anh đi tìm. Đúng không anh? Câu chuyện này thật sự rất phức tạp. Bây giờ chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con gái của chị, hy vọng con gái của chị xem được video này. Đang ở đâu đó sớm dẫn cháu ngoại về để cho ông bà chăm sóc, mà đi mà bỏ vợ bỏ vải rồi cho bán cái này bán cái kia thì thật sự đợi điều đó là cái điều mà không nên và không đáng, bởi vì tương lai của bé còn cả một bầu trời phía trước, mà bây giờ bé là mới 6 tuổi thôi mà đi lang thang ngoài đường, đặc biệt là con gái mà bây giờ ở với nhân tình thì ở nhân tình của mẹ này, điều đó thật sự là rất đáng tiếc. Chị nói chuyện đi. Con ơi, mẹ mong con về nhà có gì ăn đó, bà mẹ đâu có ẻ con hay gì đâu. Cái con để con cháu con đi nhi, mẹ đau lòng lắm. Về nhà đi con, bà mẹ có gì bà mẹ bỏ qua hết, bà mẹ có giận con đâu. Khổ quá khổ. Anh trai nói đi anh trai, mình là ba nghẹn lòng ha. Bây giờ em gái xem được video này này, tới giờ phút này một cái câu chuyện thật sự bản thân các anh đội sĩ mình thấy ngại ngồi đây nghe rất là buồn, cảm thấy rất là buồn. Nếu tới giờ phút này thật sự em không còn tình cảm với chồng thì em cũng phải về để em giải quyết cái chuyện hôn nhân vợ chồng cho rõ ràng, đường đường chính chính rồi đường ai nấy đi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, em không đủ khả năng để mà em lo cho con của em thì em hãy mang con về cho ông bà ngoại chăm phụ cho em. Còn bé nó đâu có tội tình gì đâu, một đứa trẻ mới 6 tuổi nó đâu có tội đâu mà bắt nó bây giờ đi ra ngoài đường ngoài xá như thế này thế kia, rồi ăn học tương lai của nó như thế nào đây. Nên mong rằng là em gái suy nghĩ lại, hãy đem, hãy về để đoàn tụ với gia đình. Nếu mình không có khả năng nuôi con thì mình để ông bà ngoại nuôi, còn nếu mình cố tình ngoan cố mà mình vẫn cứ khăng khăng như vậy thì thật sự sau này có cái chuyện gì đó xảy ra thì lúc đó em hối hận đã muộn rồi. Em phải nên nhớ rõ ràng rằng là không có ai thương em bằng gia đình. Và đặc biệt em phải nghĩ, hãy thương tới con của em. Bây giờ con thì con thơ. Nhà em gái nhé, em hãy suy nghĩ lại nhé. Mình cưới xin đàng hoàng, cưới trong vui vẻ thì về mình cũng phải giải quyết cái chuyện chia tay chồng. Ở hay không ở thì mình cũng phải rõ ràng hai bên, để cho được vui vẻ, để cho em có ở với cái người sau nó cũng được thoải mái nữa. Còn đường này em cứ bỏ đi bị tâm tích như thế này, rồi em dẫn theo cả con đi, em ở với người đàn ông khác, không riêng gì gia đình lo mà nội ngoại hai bên đều lo. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn cô chú anh chị ạ. Chị thấy buồn không? Chị thấy tiếc không đúng không ạ? Không có người mẹ, người cha nào không thương con, nhưng tới giờ phút này có thể là con gái nhà mình, cái chuyện hôn nhân gia đình là không được như ý muốn. Lỗi thì chưa biết tại ai. Theo như chị chia sẻ rằng là vì thiếu sự quan tâm của người chồng, chồng hay nhậu nhẹt, cũng như là bà xu ý ha, là cái chuyện vàng bạc như thế nào đó mà dẫn tới cái tình trạng trong cái thời gian có thể là con nhà mình buồn phiền chán nản, rồi chơi mạng xã hội, gặp cái người thanh niên khác, người ta nói chuyện ngon ngọt hơn, người ta quan tâm hơn, rồi con nhà mình động lòng đi theo đó chị. Khổ đúng không ạ? Cái ngày mà gả con đi mình đâu có biết được cái sự việc như ngày hôm nay đâu. Cũng mong con là có bến đậu
bến bờ tốt, sau này là được hạnh phúc. Nhưng mà tiếc ha. Chị hãy có điều gì chị muốn chia sẻ với bên xui dao. Cái chuyện của con cái bây giờ, chuyện của con nhỏ khổ cả người lớn. Chị có điều gì hôm nay em cho chị tâm sự hết á. Chị nói chuyện đi. Chị Xui ơi, nếu chị có xem được cái video này thì mà chị bỏ qua cho tụi nhỏ đi, cho nó về, cho nó có cha có mẹ, cho con cháu nó có cha có mẹ, cho nó ăn học đàng hoàng. Cái này thì về thì khó lắm. Em nói nghiêm túc đấy. Cái này không cứu vãn được đâu. Chỉ mong rằng con gái nhà mình suy nghĩ lại. Thương yêu ai thì thương, đó là cái quyền. Nhưng mà về phải giải quyết cái chuyện chồng con cho ổn thỏa. Và đặc biệt mang cháu ngoại về, cho nó được ăn được học tới nơi tới chốn. 6 tuổi là hiện tại là lớp 1 rồi nè. Đi học lớp 1 rồi đấy. Mình thời gian vừa rồi mình có lên cái chỗ bữa trước mình lên không? Hả? Mình có nghe được cái thông tin ở Sài Gòn cái chỗ phòng trọ gì không? Hôm qua có đây. Mới đi hôm qua về luôn. Mới giờ sáng nay luôn. Mình lên đấy nhưng mà sao rồi? Là con gái thì nó mổ được thừa đó rồi, ở đó người ta chỉ hoàn tiền người ta cho nó mổ. Mổ lâu chưa? Mổ nay 3 tuần rồi. Rồi sao rồi? Rồi nó mổ nhưng mà như kiểu nó không có liên hệ gia đình cho nên cũng buồn, không có muốn nghĩ tới. Nghĩ là bây giờ nó có chồng nó vậy rồi thì để nó tự lo. Chứ không có. Rồi đến lúc mà thấy cháu ngoại nó, người ta đăng lên bên shop xong thấy là nó đi bán kẹo vậy đó, mới đau lòng. Rồi mới đi kiếm. Vậy là em hiểu rồi. Mục đích của anh chị hôm nay về đây là không phải đi tìm con gái, mà là tìm cháu ngoại. Bởi vì nếu như anh chị mà không thấy cái hình ảnh của đứa cháu mình mà lên trên các trang mạng xã hội là đi bán kẹo, và đặc biệt là các cô chú anh chị vào comment có thể là chỉ trích rất nhiều, trái chiều rất nhiều, đúng không ạ? Lên án rất nhiều, đúng không ạ? Nên mà mình thấy đau lòng quá. Mình mới lên án mẹ cha nó mà là như kiểu nít mà, đâu phải đứa nào cũng khôn ngoan hay này kia. Thì mà mua kẹo không mua thì nó hay có biểu hiện gì nè. Rồi họ nói cái này cái nọ, nói chung ra vô xem mình lượng nhiều cái nó đau lòng lắm. Tí là chị gửi cái video đó cho em nhé. Rồi nhỏ bạn nó nói trời ơi vô xem mình lượng, nó nhỏ nó hả mặc áo dài tay rồi vậy thôi chứ dở áo rồi lên thấy nó xanh mà nhìn thấy ghê lắm. Trời đất ơi. Mình nghe còn đau lòng nữa. Mình có quan sát được xung quanh trong cái video đó là có người lớn nào dẫn đi không? Nhỏ bạn vô nó hỏi thì là nói là nó đi bán kẹo xung gom với anh nó. Mà nó đâu có anh nào đâu. Hay là con riêng của người kia? Không luôn. Hay là cái người thanh niên kia có con riêng? Không biết, nhưng mà nói là nó đi bán kẹo xung gom với anh nó. Mà nó đâu có anh đâu. Ôi đất ơi, là mình mới xem cách đây 3 tuần. Mới xem đây thôi chứ chưa được 3 tuần. Mới xem. Còn con gái mổ là 3 tuần. Đúng rồi. Mới xem được 3 bữa đó là hôm qua là bữa trước là hôm qua đi xuống dưới thành phố luôn. Đi xuống dưới thành phố rồi mới nhắn tin cho nãy ơi. Giúp đỡ cho vợ chồng em nhé, chứ vợ thấy sốc ruột cho cháu ngoại lắm. Thương cháu ngoại đúng không ạ? Ông ngoại là ngồi nghẹn lòng, nước mắt tuôn rơi là không nói lên được lời nào. Bà ngoại thì khóc nghẹn. Hy vọng rằng là em gái xem được video này, hãy thương con của em, hãy bảo vệ lấy con của em. Nên mà hãy cho con em có được một cái cuộc sống được tốt đẹp như những đứa trẻ thơ khác. Bởi vì bây giờ cái chuyện vợ chồng của em như vậy rằng là chắc chắn là con nhỏ sẽ khổ rồi. Bởi vì nó có mẹ thì nó sẽ không có cha, mà nó có cha nó sẽ không có mẹ. Mà đặc biệt bây giờ hai anh em là chia cách hai nơi. Người anh thì ở với ba ở Trà Vinh. Trà Vinh đúng không ạ? Còn bé em thì ở với mẹ ở Sài Gòn. Thấy không? Cái chuyện người lớn khơi khơi cái làm con nhỏ nó chia cách tình anh em, mình thấy tội, đứt ruột đau lòng không ạ? Em đã nói rất nhiều trên video rồi. Ba mẹ bỏ nhau, mỗi người sẽ có một cuộc sống mới và một hạnh phúc mới. Nhưng riêng con nhỏ nó sẽ là đứa mà tội nghiệp nhất. Tụi nhỏ nó đâu biết gì đâu, hết dịu đựng. Vô tội đúng không chị? Những đứa trẻ thơ nó vô tội. Bây giờ là cái hiện đại, cái câu chuyện gia đình nhà mình, thấy cháu ngoại đáng thương không? Hai anh em nó bây giờ là xa cách này. Thứ nhất này, cái thứ hai là cái chuyện mà học hành của đứa em bây giờ là 6 tuổi rồi mà chưa đâu vào đâu này, thấy khổ. 6 tuổi. Em 5 tuổi. Em 5 tuổi ha. Vậy là em 5 tuổi là sang năm mới đi học.
Hai chị em tuổi còn rất thơ ngây mà phải mỗi người mỗi nơi, đau lòng thật sự. Nên mà hy vọng rằng là em gái xem được video này hãy suy nghĩ lại. Hãy nghĩ về con của em, hãy nghĩ về tương lai của các con của em. Để mà mình sống quay trở về đoàn tụ với gia đình để có cách có hướng giải quyết. Cái sự việc của anh chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình hoàn toàn miễn phí và giúp đỡ hết sức có thể. Và cũng mong rằng là con gái của mình nhận ra được cái sai của nó. Dạ, để quay đầu là bờ, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Biết sai mà sửa, con người không ai hoàn hảo hết. Chỉ quan trọng là biết mình biết sai để mình sửa. Và mình biết biết sửa đổi bản thân để mình hướng tới một cái tương lai tốt đẹp thôi chị ạ. Chúc gia đình mình nhà mình nhiều sức khỏe và điều đặc biệt con gái của chị là sớm quay trở về mang theo cháu ngoại để gia đình nhà mình chăm sóc nhá. Thì hôm nay hai vợ chồng của chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con gái và tìm cháu ngoại, bởi vì rất lo lắng cho cái tình hình, đặc biệt là lo cho cháu ngoại không biết như thế nào. Thì toàn bộ thông tin sự việc của anh chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng sự thật. Nếu sai? Nếu sai chị rất nhiều. Hai vợ chồng anh chị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nhé. Và anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ đăng video này lên khắp các trang mạng xã hội với tâm nguyện của anh chị. Anh chị có đồng ý không? Đồng ý. Trong khi đăng tải có gì sai trái là hai vợ chồng anh chị chịu trách nhiệm. Cuối video em chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là gia đình nhà mình sống đoàn tụ nhá. Thật sự hôm nay về đây mà em nhìn thấy anh trai là một người ông ngoại, một người cha mà chỉ biết rơi nước mắt thì thật sự cái nỗi đau đó là cái nỗi đau tụt cùng, nỗi đau rất là lớn. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm thông tin của em gái này ở đâu để khuyên em gái này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình và về để giải quyết cái chuyện mà với chồng cho rõ ràng. Rồi là em thương ai, yêu ai ở với ai thì chuyện của em đấy. Dạ rồi, xin phép chào anh chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.